Còn thèm ngựa nổi chí chị. Chị
chị ơi, chị tôi nội nhỏ ghé đi. Nói đi. Rửa thì ba chị em của mình cùng xếm xếm đi. Ba đứa mình quả phù giống nhau. Thì đó, chú cháu ơi, cái cảnh quả phù sao mà nó cô đơn lạnh lẽo nào nụng quá đi. Ôi giời ơi, ước gì? Ước làm sao? Ước gì em sẽ lại như thời con gái ấy. Ôi thời con gái của tôi. Sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Chị, sao mặt chị hôm nay vui dữ nè. Ừ, sao vui thế, nói nghe xem nào. Dạ, em vui vì cái chuyện đi khó nói quá trời. Trời ơi, chuyện gì mà khó nói ra đi. Dạ, để em nói cho nghe nha. Tại vì chồng từ thuở 13, chồng chê em bé, chồng bỏ em có một mình. Trời ơi, mới có 13 tuổi mà cũng phải đặt đi lấy chồng nữa. Rồi chưa, em còn biết mố tế mố. Cha mẹ kêu em lấy thì em lấy đài cho vui là thôi. Trời ơi, rồi thế có vui không? Có vui chí mố. Cứ mỗi đêm mà hắn ngủ kế bên á, hắn ngáy khó khó à. Không, hắn ngủ trên giường. Còn em ngủ gì đó. Ôi trời, lành thấy cha luôn á. Trời ơi, thì cũng tự chị đó. Nhưng mà sao nè, tự nhiên sao mặt vậy mà vui vẻ dữ vậy? Chị gì nữa, cười hoài. Để em nói cho nghe. Chị đến năm em 18 á, thì chồng bê em lên giường. Cái giường có bốn cái chân đi, là hù là khoan gây ba con một, là hù là khoan trông nhé răng cười. Ôi khoan hù hò khoan, ôi khoan hù hò khoan. Trời ơi, nói vậy là sập cha nó cái giường rồi còn gì nữa. Không có mô. Nhưng mà nè, sao à? Mấy bữa ni á, em nghĩ thằng cha ni quá đi. Nghe mày nghe chuyện chi chứ? Rắn mà hắn cứ lẩm la lẩm lét, thập tha thập thuộc. Trời. Làm như hắn giấu em cái chuyện chi đó. Giấu chuyện chi? Này anh lính chiến, anh pháo dùm khéo nhé, kéo lầm vào nhà bên. Thằng chả pháo luôn qua cái nhà kế bên luôn hả? Ôi giời ơi, thế thì lại chúa tôi chết mất rồi. Chữ mừng răng biết chứ. Hai chị ơi, có ý kiến chị cho em với. Ý kiến à? Cái gì chị mưu kế để ý kiến đấy nha. Em cây đấy nhá. Để em chỉ cho chị nhé. Nói nghe đi. Nghe đi này, thì chị cứ sang bên nhà bên cạnh á, kêu cái thằng chồng hàng xóm á, nó pháo qua nhà chị á, thế là huề cả làng. Châu ơi, nói chi mà nghe nhột nhạt quá à. Ôi giời ơi, sung sướng đôi đàn, muốn gì nữa. Thôi, hai chị đừng có nói qua nói lại nữa. Ai biểu á, chị đó, lấy thằng chồng ăn ở không, dư pháo bậy bạ, chị đáng chị chịu gì. Đúng rồi. Ôi châu ơi, còn chị ni,
Sao? Chồng của chị sao? Nói nghe đi. Trời ơi, thằng chồng em nó người miền Nam, nó chỉ biết làm ruộng không hả? Ôi dồi, anh ấy làm ruộng thì bự con lắm phải không? Ủa, sao chị biết? Quen hả? Thì về quá mà mấy người mà làm ruộng đó ai cũng bư. Đúng bư rồi. Bư con hết phải không? Thôi, thôi chị ơi, nhưng mà em nói thiệt với hai chị nha, làm ruộng không có phải sướng lắm đâu. Nhiều khi hả, chân lắm tay bùn. Còn mỗi đêm á, hai vợ chồng phải khăn gối ra ngoài ruộng để canh lúa nữa kìa. Chán lắm. Ôi Châu ơi, nửa đêm mà không ngủ ở nhà mà ra ngoài ruộng ngủ như rửa thì lạc màng quá, sướng quá rồi. Em ở thành thị đâu có được như rửa mô. Lãng mạn đâu á, thì em không có thấy. Mà em chỉ thấy đó, mỗi đêm mà khi mà nó phải ra ngoài ruộng mà nó canh lúa đó là nó phát nổi lên à. Ôi dồi, nổi gì thế? Thì nó nổi cái chứng chướng của nó nổi cái gì? Chướng mà chướng cái gì mới được cái chứ? Đêm xuân gió mát trăng thanh. Nói à, không làm gì hết à? Sao mà không làm gì? Trời ơi, cái thứ mà vũ phu đó nghe. Hả? Em hả? Nó vũ em vũ lại vũ thôi, bỏ cái tật đánh đến vợ. Bởi vì chị có biết không? Cái đêm hôm đó, trời ơi, không có cái cảnh nào mà sung sướng cho bằng. Giữa đêm trăng thanh gió mát, bỗng nhiên có một tiếng thét vang trong đêm vắng. Thét ra làm sao? Chết em rồi, có ai cứu em chứ? Ai chết, ai chết, ai chết, chị chết à? Trời đất ơi, thì thằng chồng em nó chết chứ ai chết? Ôi Châu ơi, cái chi chữ, cái chuyện đó em khoái lắm. Nhưng mà răng chồng chị thằng chết được. Trời ơi, thì em giật cái cây cuốc, em cuốc lên đầu trả một cái gì đó. Đã hả? Đã quá đi. Làm rửa cho hắn biết là lần cho nó biết. Đừng quản hiệp đàn ba con gái chúng mình. Cho hắn biết thế nào là lệ độ. Chứ đúng sao phải không? Dạ. Trời. Nhưng mà này, nhìn cái mặt hắn tệ, làm sao mà hiền cho được. Chứ chị, chết đi chứ. Kỳ. Rồi con Mù này, sao kể nghe tôi. Chuyện của Mù sao kể nghe tôi. Hai chị không hỏi em cũng kể. Mà kể thành thật nữa đi nha. Tôi kể nghe. Nhớ em như nhớ thuốc nào, hút xong một điếu lại đòi hút thêm. Ôi Châu ơi, thử dự rồi, thử dự rồi. Đúng hàng rồi chị ơi. Nhưng mà em nói cho hai chị nghe nhá, thằng chồng của em à, nó bu dai ra phết đi nhá. Nhưng mà chỉ mỗi tội là lằng nhằng quá đi thôi, chịu không nổi à. Rửa rồi chị làm răng mà trì hẳn. Ôi giời, vào tay em à. À, biết tay hả, à, đêm đêm hả, à, em quỳ xuống. Trời ơi chị ơi, chị có gian ác vừa vừa. Nó có một cái mạng mà chị cứ giết, chị giết. Trời giết. Ơi, đang nghe hàng giết đã quả trời mà ngưng trí rửa. Đúng rồi. Trời đất ơi. Rồi vậy rồi sao? Nhưng mà thằng chồng em ấy à. Chồng em xinh túi con dê. Ra đường gặp gái lại hay hút càng. Bây giờ nó thật thảm thương. Thì đàn bà con gái chúng mình khổ quá đi. Lấy chồng như mắt gai gầm, phải mang vào cổ uống công một đời. Gặp chồng lo lắng thì nhờ, còn không thì cũng một đời. Trời ơi,
chị ạ. À, sao mà đàn ông xong họ láo quá chị nhé. Trời ơi, nó không có láo gì vậy sao nó lấy được mình. Nhưng mà nói thì nói chữ răng mà thời gian quen nhau lúc đầu đó, lời nói chí thằng cũng ngọt ngào hết, câu nói mố cũng ngọt như mỉa lui hết trơn đó. Đúng rồi. Nào là em nà nữ hoàng lòng anh, còn đời anh mà thiếu em thì cũng như thịt chó mà nó thiếu rượu nếp thang. Ủa cháu ơi, làm răng mà có thịt chó với rượu nếp thang ở trong đi. Trời ơi, em đâu biết chồng em nó dân nhậu, nó có nói gì em biết đâu. Thôi thôi, bỏ qua hết đi, ai cũng có sổ hết mà. Dạ. Nhưng mà nói thì nói nha, cái thời gian mà quen nhau đầu tiên nữa, em nhớ anh ý lấy cái xe đạp phi hạng cụ thôi, nhưng mà chờ em đi chơi á, rắn mà cùng thơ mộng lãng mạn quá trời luôn á. Nhớ khi xưa anh chờ em trên chiếc xe đạp cũ xì, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, mỗi tình thơ thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi